Nếu T1 win won mùa này thì kịch bản chuyển nhượng liệu có khác cô à? Không. Ok, để mình chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này. Mình nghĩ là chuyện T1 có vô địch chung kết thế giới hay không, thì cái chuyện ký tiếp nó vẫn là câu chuyện quyết định cá nhân của tụi game thủ. Tức là có vô địch hay không có vô địch, nó không có tăng hay giảm gì cả cái tỷ lệ ký tiếp của ai cả. Tại vì nó trở thành cái câu chuyện cá nhân của mỗi thằng, quyết định của mỗi thằng rồi. Nếu như các bạn nghĩ rằng vô địch sẽ ký tiếp, nhiều khi không đúng như vậy. Các bạn nghĩ rằng không vô địch để ký tiếp cũng không như vậy. Đó, cho nên mình thì góc nhìn cá nhân của mình là chuyện T1 có vô địch hay không vô địch ở chung kết thế giới này thì nó cũng chẳng thay đổi nhiều lắm tới cái quyết định, tại vì nó trở thành một cái quyết định cá nhân. Danh hiệu tụi nó cũng đã có rồi, chơi chung với nhau cũng đã lâu nhất trong lịch sử của Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp rồi. Cho nên là tới cái thời điểm đó thì nó sẽ trở thành câu chuyện là tao có muốn tiếp tục như thế này hay không, hay là tao muốn thay đổi để có được một cái trải nghiệm mới, chẳng hạn ở một đội khác hay là một giải đấu khác chẳng hạn. Thì chuyện vô địch hay không vô địch thì nó không có tác động gì. Chúng ta ý là chúng ta không biết được là nó sẽ tác động như thế nào. Tại con là tới mùa chuyển nhượng này là đúng kiểu là khấn hên xui thôi, chứ chuyện vô địch hay không vô địch thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện ký tiếp hay không nha các bạn. Tất nhiên là vô địch thì vui, không vô địch thì buồn. Nhưng mà tới cái đoạn mà điều hợp đồng thì vẫn là tay con ngồi khấn thôi. Sẽ cả tìm được Châu Vi và chức vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Nghe tí nị nói chết não. Các bạn mà không nghe quen cái tốc độ và cái cường độ xả chữ của thằng Nị là các bạn mới vô các bạn sẽ bị ngợp liền. Mình hồi mà khoảng chừng 3 tháng đầu làm việc với thằng Nị là mình cũng bị gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin của nó mà. Sau đó khoảng thời gian phải từ 3 tháng tới 6 tháng rồi sau đó mình bắt đầu mình quen với cái tốc độ nói của nó rồi mình mới xử lý thông tin được. Chứ giờ đoạn đầu mới làm chung với nó mình cũng chả nghe được khí khô gì. Anh cạo trọc có đẹp trai không? Cạo trọc là một cái gọi là để xác định gương mặt của bạn có đẹp hay không rất là dễ các bạn. Tức là nó sẽ lộ ra hết tất cả những gì xấu nhất của bạn khi mà các bạn cạo trọc. Cho nên ai mà đẹp trai hay là xấu trai gì đó, cạo trọc là dễ biết nhất. Mình thì mình đang không biết. Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn là một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình thì mình sẽ cạo. Chưa phải là bây giờ nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không xa lắm. Cạo trọc đẹp hơn để tóc. Đúng không? Thiệt, có những người cạo trọc đẹp hơn. Tại vì mỗi người một cái khuôn mặt khác nhau mà nếu như cái đầu của bạn á, cái dáng đầu của các bạn, cái đầu của bạn nó tròn, đầu của bạn không bị méo, không bị nhọn. Cái dáng đầu, cái form hộp sọ của các bạn đẹp á là các bạn cạo trọc rất là đẹp. Nhưng mà thường mình thấy là thường là mấy người Tây nó sẽ đẹp hơn. Tại vì mình nghĩ là cái gương mặt của nó góc cạnh nhiều hơn. Cho nên là tay nó sẽ cạo trọc, nó sẽ nhìn nó đỡ hơn là kiểu như người châu Á. Tại vì mình thấy là khuôn thường là khuôn mặt tròn á. Mặt tròn xong các bạn cạo trọc xong nhìn đúng kiểu đầu trứng, kiểu như về Saitama các thứ. Mới orange nha. Cho nên là nếu như gương mặt các bạn phải có một chút xíu góc cạnh á, thì cạo trọc nó mới đẹp. Còn nếu như mà cái đầu của bạn mà nó hơi méo méo, xong cái mặt của bạn nó tròn á, mà bạn cạo trọc thì nhìn nó rất là nó hơi nhìn nó tim tim trong đó có anh Pelu làm dẫn đoàn á he he. Ừ, đó vừa đi con tum nha. Ủa, hôm qua Yuna với Achi stream có nói gì dính tới mình hả? Tức là dream team là phải có mình dẫn đoàn hả? Anh Lu nó lại là chuẩn. Vui vẻ. Này có content gì không anh? Đó Mimi nha. Content hôm nay là ngồi ăn xin lấy donate, trả lời donate xong lag off. Kế hoạch là vậy anh em. Không giấu gì anh em, kế hoạch là như vậy. Lu mua xoài 5.000 đồng. Vậy theo Ani thì năm sau trên áo Viking sẽ có logo bia Sài Gòn để bắp Cathy đúng ca à mặt cười. Không được, không quảng cáo đồ uống có cồn được. Liên minh huyền thoại Riot chưa có cho quảng cáo đồ uống có cồn. Không phải không, thật anh. Không, nghiêm túc là em biết sao không? Hồi nãy mình trước khi mình chuẩn bị stream á thì mình mở YouTube lên, mình ngồi mình đếm thử coi là ở thời điểm hiện tại có bao nhiêu streamer stream Liên Minh ở trên YouTube. Thì mình đếm được gần 10. Hiện tại nha, ngay lúc này
ngay bây giờ đang có gần 10 người stream Liên Minh Huyền Thoại, nội dung Liên Minh Huyền Thoại trên YouTube. Đó là những người mình biết nha, tức là những cái kênh gần như có thể gọi là những cái kênh lớn nhất ở trên YouTube về Liên Minh Thoại Việt Nam hiện tại. Thì mình kiểu như mình, bây giờ mình thử mình bật lên coi ở cái thời điểm mà nó cao điểm như thế này, nó phải cực kỳ là cạnh tranh gay gắt như ở thời điểm hiện tại, thì mình bật lên mình sẽ được bao nhiêu. Đó, cho nên là có một tí gọi là động lực, hoặc là có mục đích để coi là cạnh tranh như thế nào á. Thì đó là mục đích chính của buổi stream ngày hôm nay. Dạ, stream kiểu bình thường thôi chứ không có làm gì đặc biệt, để coi là không cần làm gì đặc biệt, bình thường coi là trong giữa thời buổi cạnh tranh như thế này thì mình sẽ được tầm bao nhiêu view. Tốc chiến ở Việt Nam dead game. Không, nè, tốc chiến về mặt người chơi không dead nha, mọi người chú ý. Về mặt eSports thì ngoẻo rồi. eSports tốc chiến thì Riot cũng đã khai tử nó ở Việt Nam rồi. Nhưng về mặt người chơi không dead nha. Nó cũng không phải là game mạnh nhất ở cái mảng MOBA mobile, tức là MOBA trên điện thoại, nhưng mà nó không chết. Nó vẫn có người chơi, nó vẫn là một game đang được vận hành ok theo những thông tin mà mình biết. Cho nên là nó về mặt eSports thì là ngẫm rồi, rút, gọi là Riot đã rút ống thở tốc chiến rồi. eSports ở Việt Nam. Nhưng mà game thì mình thấy nó vẫn vận hành ok. Simple giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Cô biết Rito có ý đồ gì mà liên tục xếp lịch cho T1 đánh trùng ngày MU đá. Hiện tại là 3 trận error, nếu T1 vô bán kết thì là 4 trận luôn cho cẩn thận. Hơn Simple nha. Tại vì T1 thường được xếp đánh cuối tuần là thứ bảy chủ nhật, mà không biết tại sao là bữa giờ trùng, tại vì MU thường cũng sẽ một là thứ bảy hay chủ nhật. Đợt này nó đúng là trùng nhiều thật. Chervi NCKTG 2024 giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh ơi, mới xong giải mà bọn hề nó kích em nhai với Mỹ kích rồi anh à. Mình nghĩ là bất kỳ một đội nào khi mà ở trong cái tình trạng của eSports, tức là 2 năm liên tục rồi mà không thay đổi được kết quả, không có cái đột biến gì cả, thì bắt buộc phải thay đổi thôi các bạn. Chứ nếu như các bạn vẫn giữ nguyên cái form đó thì các bạn khó mà có. Ví dụ như thằng DK cũng chuẩn bị như vậy nè. Thằng DK chuẩn bị sẽ phải thay. Mình nghĩ là bây giờ thằng Shoaker chắc chắn là không thay được, thì khả năng cao là chắc là phải thay thằng Zepha. Thì eSports thì là thay rừng và hỗ trợ. Thay rừng hỗ trợ là cái có thể thay đổi lối chơi nhiều nhất. Thay rừng hỗ trợ là cái có thể thay đổi lối chơi nhiều nhất. Cho mình nghĩ là cái lựa chọn đó của bên phía eSports là chính xác. Tại vì bây giờ BB nó đã trở thành trụ cột rồi. Broken Blade bây giờ là trụ cột, không thay. Cap franchise gần như là eSports thì Cap là franchise player, không thay. Hansama nhiều fan, không thay được. Rất nhiều fan, không thay được. Làm hình ảnh dễ. Cho nên là hai thanh niên là Jai với lại Mickey là, và đặc biệt là hai cái vị trí đó là hai vị trí mà tác động rất là nhiều về mặt lối chơi và macro. Cho nên là thay để tìm một luồng gió mới. Đó, cho nên là cái quyết định của eSports đối với cá nhân mình thì mình thấy rất là dễ hiểu. Còn thằng DK đúng không? DK bây giờ cũng 2 năm liên tục không vượt qua được vòng Thụy Sĩ. Gọi là nỗi nhục có nặng không? Không tới mức gọi là nỗi nhục, tại vì thực lực của nó thì mình nghĩ là cũng mấp mé cái đó thôi. Nhưng mà nó cũng là một điều cần phải thay đổi ngay lập tức của DK. Showmaker là franchise player, không thay được. Mình nghĩ là Kingen với lại Amin là những người mà có cái phong độ rất là tốt trong năm nay. Lucid là thằng mới. Moham thì có thể là nếu mà tìm được hỗ trợ tốt hơn hay một cái ai đó thì có thể thay. Nhưng mà cái chỗ mà thay để có thể có kết quả được liền thì mình nghĩ chính xác là ban huấn luyện. Khả năng cao là phải thay ban huấn luyện đi. Chứ Zepha mình nghĩ là... Mình không nói là tất cả do Zepha nha. Nhưng mà nếu như có một chỗ nào mà thay được liền và có khả năng giúp cho đội có một cái gì đó tích cực thì mình nghĩ là Zepha. Kingen không thay được đâu nha. Kingen thay nguy hiểm lắm. Fan ơn lạnh nha. Tú Chè là một lựa chọn tốt nha. Đá cúp Tú Chè là tốt. Kingen mùa vừa rồi nó gánh lòi trĩ chung với Emin mà tụi bay đòi thay. Chung kết thế giới này phong độ của nó kém, nhưng regular season cả xuân và hè nó là thằng gánh lòi le luôn. Cho nên cũng không thay nó được. Thay nguy hiểm lắm á. Nó không ký tiếp hay gì đó thì có khả năng thôi, chứ DK mình nghĩ không nên thay Kingen đâu. Thôi Mimi nha.
Cho nên là bây giờ chỗ mà mình nghĩ là phải thay luôn là chỗ của Zefa. Bây giờ tình hình huấn luyện viên Hàn Quốc thì có lựa chọn nào ngon không? Để coi hết mùa coi như nào. Nhưng mà mình nghĩ tỷ lệ thay Zefa cao. Ít nhất thay Zefa để còn cải thiện cái cấm chọn. Vấn đề của DK thì rất nhiều, nhưng trong đó có cấm chọn. Hồi nãy mình có thì mình đang trở lại cái câu chuyện. Hồi nãy mình có thấy một cái phỏng vấn ngắn thôi của Showmaker sau khi rời giải. Trước khi bay về Hàn thì nó kêu là với việc là Lucid với lại Moham, đây là cái chung kết thế giới đầu tiên của hai thằng nó. Thật ra nó nói y chang mình thôi mà. Thật ra đó cũng là cái, mình nghĩ đó cũng là cái điểm mà tại sao là mình cũng chia sẻ với Hoàng là mình thấy cái cách suy nghĩ của nó cũng khá là giống mình á. Hồi đó Hoàng nhớ một trong lý do mình cảm giác là gần gũi và mình kiểu như là hiểu nó một cách dễ hơn một tí là cách suy nghĩ của nó khá là giống mình, đúng không? Nó phỏng vấn nó nói y chang mình thôi mà. Với việc Lucid với Moham là hai đứa đánh chung kết thế giới đầu tiên thì đâu có thể đổ thừa cho tụi nó được. Thì thằng Showmaker phải là thằng đứng lên nhận trách nhiệm thôi. À ơi, đánh chuyên nghiệp luôn tròn, đốn hạ, chứ không phải nhát chém ân huệ hay chốt chặn cuối cùng vậy anh. Nhát chém ân huệ cho khả năng dứt điểm tốt hơn nhưng... Đâu rồi, để check thử nha. Đâu rồi. Để mình chia sẻ như thế này, về mặt mà chọn Ngọc á, thì sẽ có rất là nhiều thằng game thủ chuyên nghiệp. Cái này không phải là, đây mình ra không nói cái trường hợp cụ thể này nha, nhưng mà mình sẽ nói chung chung á, là sẽ có rất là nhiều đứa mà nó chọn Ngọc theo thói quen. Và không chắc là những đứa game thủ chuyên nghiệp nó sẽ chọn được Ngọc tốt nhất đâu. Sẽ có rất là nhiều tình huống các bạn sẽ thấy là những cái thằng quanh cham á, những cái thằng, một số thằng quanh cham nó thấy cái con tướng này nè, mày phải chọn Ngọc như này 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 này, nó mới thực sự tối ưu 100%. Sức mạnh của con tướng hay là nó hợp với chất tướng. Nhưng mà mấy thằng game thủ chuyên nghiệp nhiều khi nó chọn theo thói quen của nó chọn theo sở thích của nó. Nó không chọn theo đúng cái suy nghĩ của một thằng quanh cham con tướng đó. Khi mà nó sử dụng con tướng đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tức là vẫn sẽ có một số trường hợp là game thủ chuyên nghiệp họ chọn Ngọc hay là họ chọn trang bị nó không thực sự tối ưu 100%. Không phải lúc nào tụi nó cũng đúng 100%. Và không phải lúc nào những cái lựa chọn của tụi nó cũng là đúng nhất. Cho nên là nhiều khi là cái ví dụ như cái việc chọn Ngọc á, các bạn cảm thấy là cái đó nó phù hợp với lối chơi của các bạn test thử, các bạn thấy nó ok là được rồi. Chứ không nhất thiết là các bạn phải copy 100% game thủ chuyên nghiệp. Nó cũng chưa chắc chắn là 100% nó đúng. Quan trọng là nó hợp với lối chơi của bạn nữa. Nó rất là nhiều những cái điều mà các bạn phải cân nhắc. Ví dụ như là bạn đang định hướng là cái đội hình của bạn như thế nào, rồi đội hình đối phương ra sao. Nên không nhất thiết lúc nào cũng phải copy game thủ chuyên nghiệp đâu. Hôm qua check Reddit thì có ai đó đăng hề 2 thay Jai với Mickey bằng hàng của BDS. Nếu đúng là thật thì hề 2 sẽ yếu đi rõ rệt. Mình không nghĩ là không tới nỗi nào đâu. Nhiều khi, tại vì thực ra như các bạn thấy ở trong khoảng thời gian vừa qua, thì cái này là từ góc nhìn của mình nha. Mình cũng không nghĩ là thằng Jai với thằng Mickey là những người gánh team. Cảm giác của mình là như vậy. Những người đóng vai trò quan trọng hơn là thằng BB, thằng Broken Blade, rồi thằng Cap và thằng Hansamai là những cái vị trí carry nó rõ ràng hơn. Cho mình nghĩ rằng thay hai thằng đó, hai thằng Jai với Mickey thì chưa chắc là yếu hơn đâu, nhiều khi mạnh hơn á. Tại sao mang thiên thạch không phải chinh phục? Một lần nữa, bản ngọc của game thủ nhiều khi nó chỉ là cái sở thích của tụi nó thôi, nó phù hợp với lối chơi của tụi nó. Cái chuyện chọn ngọc á, các bạn chọn theo game thủ chuyên nghiệp cũng được, nhưng mà các bạn phải hiểu là cái lối chơi của nó có giống với cái lối chơi của bạn hay không. Thì thiên thạch nó sẽ lợi hơn cái gì? Thiên thạch nó sẽ đem lại cho bạn khả năng cấu máu tốt hơn, cấu máu quãng ngắn tốt hơn khi mà đi đường. Và đặc biệt nó sẽ hiệu quả khi mà các bạn đánh với những con tướng thấp máu. Ví dụ các bạn đánh Aatrox với lại Kennen, các bạn đánh Aatrox với gặp ví dụ như đó những con mềm mềm á, thì các bạn cầm thiên thạch, các bạn gây nhiều sát thương hơn, các bạn sẽ tăng khả năng để có thể dứt điểm được nó hơn ở trong cái kèo BK11. Còn với cái chinh phục thì trong những trường hợp mà các bạn cảm thấy mình không thể nào mà ăn nó nhanh được, không ăn vả nó được, thì các bạn phải cầm chinh phục để các bạn đánh giao tranh dài hơi. Đó, thì không phải lúc nào các bạn cũng nên theo game thủ chuyên nghiệp. Các bạn phải hiểu được là mình lối chơi của mình như thế nào thì các bạn mới chọn Ngọc, chứ đừng bắt chước một cách mù quáng mà không hiểu là tại sao nó chọn như vậy. Anh ơi, bọn Riot ra skin Jinx và Vi với giá 32.000 RB. Hả? Skin Arcane 2 á hả? Có skin rồi mà, làm sao lại ra nữa, làm gì có chuyện ra nữa.
Mỗi mùa lại ra một skin à. Hey everyone, I'm Mark, co-founder and chief product officer at Riot. And I'm Christian, co-creator and showrunner of Arcane. We've been working on Arcane. Chief product officer. Mark là Dreamer, một trong hai người sáng lập ra Riot Game. Riot. And I'm Christian, co-creator and Christian là đồng sáng chế và người phụ trách của Arcane, dự án Arcane. Showrunner of Arcane. We've been working on Arcane for years and it's almost time to share the final season. Telling these stories has been an honor, and we can't wait to see what you all think. Câu chuyện. Arcane's first season gave us an exciting opportunity to deepen the world of Runeterra through expanding on our story. Arcane đã cho chúng tôi một cái cơ hội để có thể phát triển cốt truyện của Runeterra. Storytelling for Tish, stunning animation, music, and a few Easter eggs for dedicated League fans. Khen Fortis là cái studio mà Riot cộng tác rất là nhiều dự án và là đơn vị phụ trách phần hình ảnh của Arcane. Season 2 will bring you even deeper into the world. Mùa 2 này thì chúng ta sẽ gọi đi sâu hơn vào thế giới Teams của Arcane. Riot work closely together to try to make the launch of Arcane a moment that can be enjoyed across all of our games. We're not going to spoil everything coming out, but we're going to give you a little glimpse into what's in store. Hey, hãy chút xíu cho anh em về Arcane mùa 2 nha. Earlier this year we announced Ambessa, making her the first character to go from Arcane. Đây là nhân vật đầu tiên đi từ Arcane vô Liên Minh Huyền Thoại. Hồi trước đã có một nhân vật của Arcane đi vô TFT siêu cô á. Còn đây Ambessa sẽ là nhân vật đầu tiên đi vô Liên Minh Huyền Thoại. Team worked on her during season 1. We were very excited by her speed, power and domination. Đây là một nhân vật có tốc độ, sức mạnh và khả năng đàn áp. And couldn't wait to see how she'd play in League PC and Wild Rift. That said, Ambessa's presence will stretch beyond the Rift, as she'll also be playable in Legends of Runeterra's Path. Ambessa sẽ được vô cả Legends of Runeterra luôn. Champions. And of course, she'll be a playable unit in Team TFT luôn. Như vậy là Ambessa sẽ vô tất cả những cái game trong vũ trụ liên minh của Riot. Tactics, but we'll let you theory craft what her traits might be. Yeah, chúng tôi sẽ để các bạn tự gọi là lên giả thuyết, lập giả thuyết coi là những cái tộc hệ của Ambessa là gì. Speaking of TFT, while gizmos and gadgets incorporated Arcane season 1 through some traits and champions, the team's going all out on Arcane for their next set. You'll be able to fully immerse yourself in season 2 from exclusive champions to mechanics to traits, cosmetics and more. Như vậy là mùa TFT sắp tới là giống như là các bạn nào chơi TFT á là kỹ các bạn sẽ nhập vai vô Arcane mùa 2. Tức là TFT sẽ lấy toàn bộ nội dung từ hình ảnh, nội dung tướng rồi tất cả các thứ của Arcane mùa 2 là cái mùa TFT sắp tới á. Nó sẽ giống như là phiên bản Arcane TFT vậy. You'll hear more about all the exclusive Arcane characters and TFT's dev drop next month. Tháng sau sẽ có chia sẻ về mùa TFT mới Arcane này. We'll share one sneak peek for now. Powder will be making an appearance. Powder sẽ có mặt ở trong set sau. And if you haven't heard, 2XKO, our upcoming 2XKO là cái game fighting. I mean, 2v2 fighting game. Mà nó chuẩn bị cho ra mắt. Keep rolling when it's released in 2025 nha. On November 11th, they will release an updated look. Ngày bao nhiêu tháng 11? On November 11th. Ngày 11 tháng 11 thì sẽ có một cái cập nhật hình ảnh của Jinx. Look for Jinx in 2XKO. So keep your eyes peeled for that. Sign up for playtests at play2xko. Các bạn có thể đăng ký chơi thử trước 2XKO ở tại địa chỉ này 2XKO.com for a chance to test out some of your Arcane favorites in a new way next year. In addition to Ambessa, Warwick will be coming to Path of Champions. Path of Champions là cái hình như là cái bên Legend Runeterra nha. Champions. And both Warwick and Singed are receiving updates in Wild Rift, where they will be joined by Heimerdinger, who's live today. Heimerdinger cũng vừa gia nhập tốc chiến Wild Rift. Warwick với lại Singed bên tốc chiến cũng sẽ được điều chỉnh. Wait, is diễn rồi. Ủa Warwick có trong Arcane hả? Diễn rồi. Coi anh diễn. By Heimerdinger, who's live today. Wait. Is Warwick and Arcane? Who knows? Anyway, we're also bringing... Actually, let's save that one for later. And while playing Arcane characters on the Rift is cool, it'll be even cooler to play them on the Bridge of Progress in League's upcoming ARAM. Chúng ta sẽ có một cái... Thôi, chúng ta gọi đây là hình như là... Hiện tại là cái cầu trong ARAM gọi là... Bridge gì anh em? Bridge of Murder hả? Mình nhớ không? Phải không? Cái cầu Baka bây giờ sẽ đổi tên thành cái cầu cầu tiến bộ Bridge of Progress. Update. And of course,
it'll have a bit of new gameplay thrown in for a little bit of extra fun. Tucker's Trials will return to TFT in the first patch of the new set, giving new and returning players a way to learn the ropes in a low-pressure environment, or grind for that high score. In Wild Rift, there will be an arcane-themed mode called Showdown. Hồi đó có một cái chế độ chơi Aram nhưng mà nó gọi là cái Breed gì đó. Tiếng Anh á, mình không nhớ lắm. With unique items that you can purchase through in-game quests. And, like we did for Season 1, we'll have story-driven mini-games for both League PC and for Wild Rift. Of course. League PC and for... And... ...game-themed mode called Showdown, with unique items that you can purchase through in-game... Tốc chiến sẽ có một cái... In Wild Rift, there will be... Tốc chiến sẽ có một cái chế độ chơi... theo cái phong cách... Arcane. In arcane-themed mode called Showdown. Showdown. Unique items that you can purchase through in-game quests. And, like we did for Season 1, we'll have story-driven mini-games for both League PC... Thì cũng giống như mùa 1 thì chúng ta cũng sẽ có những cái mini-game cho cả Liên minh Huyền Thoại PC và cả Wild Rift nhân cái sự kiện Arcane mùa 2. And for Wild Rift. Of course, you can continue to show your love for Arcane even after the finale. League is releasing a skin at a new tier, Exalted. Liên minh Huyền Thoại sẽ cho ra mắt một trang phục ở một cái tier mới, một cái một bậc xếp hạng skin mới. Exalted, Exalted như là thăng hoa ở TFT có đợt có cái tộc hệ Exalted nữa. Thăng hoa thần thánh gì đó. Mấy ảnh bào. For all you diehard Jinx fans out there. They'll also have other season 2 skins including Arcane Brawler Vi, which may look familiar. Ý là nó cũng không phải là xấu nhưng mà cái skin này mà mấy anh bán giá cao thì nó cũng hơi bị You've seen the trailers and a Jinx themed Nexus finisher. As for TFT, Jinx Team Nexus Finisher. Tức là các bạn khi mà các bạn mua cái trang phục thì các bạn có khi mà các bạn phá hủy nhà chính của đối phương, nó sẽ có hiệu ứng. Chúng ta bắt đầu có thêm nhiều hiệu ứng kết liễu vô cái skin Ari Faker chẳng hạn. Thì các bạn mua những cái skin này thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng kết liễu khi bạn phá nhà chính đối phương. Chắc có tên lửa này nó có thứ bay tới. As for TFT, Chibi Caitlyn is just one of the many new tacticians coming this set, Chibi along Caitlin. With new arenas that will transport you into the world of Arcane. Plus, I heard there might be a new cosmetic type on the way, but you'll have to keep up with TFT for more news. There might be a new cosmetic type. Sẽ có thêm một cái để các bạn bỏ tiền mua ở bên TFT. Tức là ngoài bây giờ có linh thú, có bản đồ trưởng lực này, sẽ có thêm một cái để các bạn bỏ tiền. Sẽ có thêm một thứ nữa để các bạn bỏ tiền ngoài những thứ mà các bạn đang bỏ tiền hiện tại. Tiếp đi nha. On the way, but you'll have to keep up with TFT for more news on that later. If you are more of an FPS gamer, don't worry, Valorant has a brand new arcane theme. Anh em không ai là bị thiếu phần cả, ai cũng sẽ bị bào. Valorant cũng sẽ có arcane theme luôn. Bên đồ arcane luôn. While the Sheriff was a Season 1 exclusive, the premium content team cooked up something extra special for Season 2. That's all for our game updates for now. On behalf of all of us at Riot, we're so excited to celebrate Season 2 with all of you, both in-game and out. And we can't wait to see what you all think of the show and everything else that we have coming. And in addition to everything going on across our games, we also have a ton of real-world arcane merch. Chúng tôi còn có ngoài đồ in-game thì chúng ta còn có đồ ngoài đời. Chủ đề Arcane để bao các bạn tiếp kết hợp với lại Uniqlo và Black Milk. Apparel from Uniqlo and Black Milk, collectibles from Funko and Tokidoki, makeup from Fenty Beauty and tons of other exclusives across clothes. Chỉ sợ các bạn không có tiền thôi. Products and more. It's all going to start rolling out as we get closer to the premiere on November 9th. And in the meantime, we've got a new series trailer for you featuring our second single off of the soundtrack, Come Play by Stray Kids, Young Miko and Tom Morello. Enjoy. Thanks so much for watching, for loving Arcane and our games, and we'll see you all soon. Rồi, này anh em tự coi nha. Không rồi, nó bị dính nhạc. Anh em tự coi thôi, nó bị dính nhạc nha. Đó, thì đây chẳng khác gì một cái thông báo. Tụi bay chuẩn bị tiền đi. Nhanh lên. Càng nhiều tiền càng tốt. Không bao giờ là đủ tiền cả. Tóm gọn cái thông báo này là như vậy. Tụi tao đã sáng tạo thêm được rất nhiều cách để bào tiền của tụi bay. Thực ra cái này là một cái điều mà chính xác là cộng đồng đã nói từ rất là lâu rồi nhưng mà Riot chưa bào được. Tức là
thực game này cái khả năng bào tiền còn rất là nhiều các bạn. Có rất là nhiều những cái tính năng của các game cùng thể loại khác để người ta bào tiền. Nhưng bởi vì cái khó khăn trong cái việc gọi là cái hệ thống code của cái client game hiện tại của Riot, mà Riot không bào được, cho nên Riot bây giờ mới phải cố gắng tìm cách sửa dần dần, rồi sau đó mới thêm những tính năng để bào tiền. Chứ thật ra cái game này còn rất nhiều thứ để bào các bạn, còn nhiều lắm. Ví dụ bên Dota thì nó có cả cái announcer pack, tức là các bạn có thể thay đổi cái giọng thông báo của game bằng cách các bạn mua một cái gói giọng thông báo khác để các bạn có thể tùy chỉnh cái giọng thông báo đó. Còn nhiều cái để bào lắm, nhưng mà tại vì Riot hiện tại là chưa có tối ưu hóa được cái client cho nên là bào nhiều quá nó bị lỗi. Thì các bạn cứ yên tâm là trong tương lai khi mà client nó tốt hơn thì Riot sẽ bào các bạn một cách gọi là triệt để hơn nha. Mốt mà kiểu như công nghệ cho phép, mấy Riot cho em xin một cái slot bán announcer back Hoàng Luân tí. Nên cho em 5% chẳng hạn, em thu cho mấy anh nha. Nhắn trước nha. Bịt mắt đánh quái rừng, mình coi rồi. Nó mới ra cái mình thấy nó lạ lạ, cái mình bấm cho mình coi luôn rồi. Bây giờ coi lại trên stream thì nó hơi chán. Mình coi cái đó rồi. Mình còn có ý tưởng nữa cơ, mình cứ kêu mình đang tính là kêu editor là cắt sẵn cái phần mà tụi nó bịt mắt chơi á. Nhưng mà mình cắt sẵn phần của T1 bịt mắt chơi game lại. Đợi khi nào mà đánh với Top Esports mà có mấy cái pha nó phù hợp á, sao mình sẽ cắt cái phần mà hình của hai nó ra, sao mình để vô cái phần in game á, đó. Sẵn hết rồi. Anh em yên tâm, từ từ nó có. Thằng Guma mày bịt mắt đúng không? Thằng Guma mày bịt mắt đúng không? Mày nha Guma, mày cứ thử, mày hụt đi, mày hụt chiêu một cái đi. Có hai like liền, có hai like liền đó. Cái danh hiệu chân kinh đó là chỉ là cái vui vui thằng canh nhìn nó tự đặt thôi mà, nó đâu phải là một cái danh hiệu chính thức đâu. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Theo anh T1 vô địch Warner có thành dung kinh ca. Nếu bạn cho thằng Honor một cái danh hiệu khác đi chứ, cái đó chỉ là cái gọi là tên vui vui canh nhìn nó tự đặt thôi, đâu có cần phải cạnh tranh hay giành cái gì cái đó đâu. Nếu mà nó hai cúp thì nó đã sánh ngang với lại gần bằng Bengi đúng không? Là nó chắc là chỉ thua mỗi Bengi thôi mà. Nó phải vô tên là chung kết thế giới 7 giờ. Tất cả các trận đấu của vòng tứ kết sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ BO5. 7 giờ Việt Nam, 6 giờ rưỡi là kênh Liên Minh Huyền Thoại lên sóng. Tầm 6 giờ 15 là Lu lên sóng. Cái Owner of the Rift hay mà. Ừ đó, cái danh hiệu Owner of the Rift rất là hay đó. Nó hợp với cái tên của nó nữa. Mình thấy Tiêu Anh dùng cái đó cũng hay á. Nghe thậm chí là kêu cũng ngang chân kia, nghe nó gọn hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng mà Owner of the Rift nghe cũng lực mà. G2 tuyển ai? Đã có thông tin đồn đoán là hai thằng của BDS, là thằng Labrup là hỗ trợ, còn thằng rừng là thằng trẻ. Một thằng rừng trẻ của BDS là đang là những lựa chọn hiện tại của G2 Sport. Nếu T1 win won mùa này thì kịch bản chuyển nhượng liệu có khác cô à? Không. Ok, để mình chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này. Mình nghĩ là chuyện T1 có vô địch chung kết thế giới hay không thì cái chuyện ký tiếp nó vẫn là câu chuyện quyết định cá nhân của tụi game thủ. Tức là có vô địch hay không có vô địch, nó không có tăng hay giảm gì cả cái tỷ lệ ký tiếp của ai cả. Tại vì nó trở thành cái câu chuyện cá nhân của mỗi thằng, quyết định của mỗi thằng rồi. Nếu như các bạn nghĩ rằng vô địch sẽ ký tiếp, nhiều khi không đúng như vậy. Các bạn nghĩ rằng không vô địch để ký tiếp cũng không như vậy. Đó, cho nên mình thì góc nhìn cá nhân của mình là chuyện T1 có vô địch hay không vô địch ở chung kết thế giới này thì nó cũng chẳng thay đổi nhiều lắm tới cái quyết định. Tại vì nó trở thành một cái quyết định cá nhân. Danh hiệu tụi nó cũng đã có rồi, chơi chung với nhau cũng đã lâu nhất trong lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp rồi. Cho nên là tới cái thời điểm đó thì nó sẽ trở thành câu chuyện là tao có muốn tiếp tục như thế này hay không, hay là tao muốn thay đổi để có được một cái trải nghiệm mới, chẳng hạn ở một đội khác hay là một giải đấu khác chẳng hạn.
thì chuyện vô địch hay không vô địch thì nó không có tác động gì. Chúng ta ý là chúng ta không biết được là nó sẽ tác động như thế nào. Tại con là tới mùa chuyển nhượng này là đúng kiểu là khấn hên xui thôi, chứ chuyện vô địch hay không vô địch thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện ký tiếp hay không nha các bạn. Tất nhiên là vô địch thì vui, không vô địch thì buồn, nhưng mà tới cái đoạn mà điều hợp đồng thì vẫn là tay con ngồi khấn thôi. Em tưởng dài tới năm 2025. Hợp đồng thì còn, nhưng mà Eurosport thông báo là cho phép dài tự do tiếp cận với các đội mới, tức là đã đại khái là thải loại rồi đó. Gọi từ ngữ chuyên ngành là bị kích. Đây là cái dòng skin Exalted, là cái mức trang phục mới. Nexus Finisher là cái hiệu ứng khi mà các bạn dứt điểm nhà chính đối phương. Thì cái trang phục mới nhất được đưa vào cái tier mới, cái hạng mới này là Arcane Fracture Jinx. Là một cái skin của ông Jinx ở trong Arcane Season 2 mùa 2. Đây là một số hình ảnh. Chiêu cuối đẹp vậy. Nó đẹp quá anh em. Chết rồi. Chiêu cuối mà nhìn nó lực quá, nó bự quá. Rồi, cách mà các bạn sẽ mua được cái không có được acquiring, cách mà các bạn sẽ có được cái trang phục này. Khi mà chúng tôi mới bắt đầu thì chúng tôi đã suy nghĩ về việc là có định giá cho nó. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng như vậy thì tuy nhiên chúng tôi quyết định là sẽ có một cách khác để cho phép người chơi có thể là không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn mà vẫn có thể có được nó, tức là gacha. Yeah. Cho nên chúng tôi đã xây dựng một hệ thống mới gọi là Sanctum. Sanctum kiểu như một cái thánh địa, đây là một cái từ nghe nó lực lượng, mình biết dịch như nào, nhưng mình đó, Sanctum là hệ thống như nào. Hệ thống này rất là quen thuộc, rất là phổ biến với rất là nhiều người chơi của chúng tôi trên toàn thế giới. Ở trong Sanctum thì các bạn sẽ sử dụng một cái đơn vị tiền tệ mới gọi là Ancient Seabag. Những cái bụi lấp lánh cổ xưa gì đó, để có thể rút phần thưởng. Trong những phần thưởng này sẽ có cái skin Jinx. Mỗi cái Ancient Seabag này sẽ có giá là 400 RB. Nó không có hết hạn, nên là cứ mua đi rồi các bạn sẽ dùng Spark sau. Cứ mua trước đi. Chúng tôi cũng có thêm là cái gọi là chế độ gọi là bảo đảm, bảo hiểm cho các bạn. Bảo hiểm xui xẻo cho các bạn, để đảm bảo rằng là các bạn không có bị rơi vô trạng thái sạc nghiệp vì mấy cái trang phục này. Ví dụ như tỷ lệ ra được của cái trang phục skin này là 0.5%. Bạn sẽ được đảm bảo rằng là 80 lần rút thì sẽ có được. Như vậy là khoảng chừng 32.000 RB. Đây. Phần thưởng sẽ có 3 loại. Tier B là thấp nhất, tier A và tier S. Tier S là cái trang phục riêng này. Tier B là drop rate là 89.5% nè, tier A là drop rate là 10% nè, và trang phục riêng này nó là 0.5%. Đảm bảo ở mức 80 lần rút. Tính gọi là tính toán ra thì tầm là tỷ lệ drop là 1.5%. Đây là hiệu ứng kết liễu. Đây hiệu ứng kết liễu nhà chính. Cái hiệu ứng kết liễu này các bạn có thể sử dụng cho bất kỳ một vị tướng nào hay bất kỳ một trang phục nào. Cái này chắc là giống như cái bên TFT thôi, các bạn chọn cái hiệu ứng cái chưởng lực á. Hiệu ứng kết liễu nhà chính sẽ có mặt ở trong Mythic Shop với giá là 250. Đơn vị này ME là gì ta? Mythic Essence.
250 Mythic Essence. Đó, những thông tin về, chắc các bạn biết cái tỷ lệ mở ra của mình rồi mà đúng không? Mình mà mở mấy cái của nợ này nè là lúc nào cũng phải đợi bảo hiểm. Mình chưa bao giờ mà mở được ở khoảng chừng tầm dưới 50% bảo hiểm cả các bạn. Nếu như bảo hiểm của nó là 30 thì mình phải mở ít nhất là 20 hoặc là phải maximum. Lần nào cũng vậy à, lần nào mình cũng phải gọi là dùng tới bảo hiểm chứ mình có mở ra được đâu. Mà đúng, nó vẫn còn đang khỏe, nó tên bây giờ đang khỏe mà các bạn, đánh tướng khỏe không đánh thắng. Tướng đang khỏe nữa. Trong top 9 có skin Yone cũng bật giống vậy, phải mở 10 củ. Con Yone nó chuẩn bị qua liên minh rồi đó. Anh em chuẩn bị sẵn tiền chưa? Anh em chuẩn bị sẵn tiền chưa? Yone đó sẽ qua liên minh nha. Top 9 trước, liên minh sau. Anh em chuẩn bị sẵn tiền đi. Chuẩn bị qua rồi. Nhưng mà nó đẹp thiệt, công nhận nó đẹp thiệt. Một trong những AD chơi Kai'Sa hay nhất LCK Emin Cook. Mình hồi nãy mình cũng vừa đọc một cái đoạn tụi nó cũng nói á. Mấy thằng DK, đặc biệt là thằng Zephyr, thằng Emin phong độ cao, meta có Kai'Sa. Nhưng bằng một cách nào đó là bên phía DK không cho Emin chơi Kai'Sa các bạn. Bích cho Emin mid Fortune. Emin kiểu sao bố mày gánh? Cho nên là mình cũng suy nghĩ đúng là thằng đầu tiên nên thay của DK sau khi trở về đợt này chính là thằng Zephyr. Các bạn thấy không, đợt vừa rồi không, ở vòng Thụy Sĩ bao nhiêu là highlight Kai'Sa các bạn. Bao nhiêu người đánh Kai'Sa, Matsu đánh Kai'Sa cũng cháy, Viper, Gala. Trong khi đó mày thợ Kai'Sa có trong đội hình, một trong người chơi Kai'Sa tốt nhất LCK, khẳng định với các bạn luôn. Mid Fortune cho tao. Ô mẹ nó. Đúng cái game cuối Mid Fortune. Thà là cho nó con Kai'Sa mà nó chết, nó lao vô nó bắn không được, nó chết vẫn được. Ít nhất là còn có cảm giác là có khả năng chống cự. Đưa cho nó con Mid Fortune nó có làm được gì đâu. Arsenal giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Em thích con Azi của anh cơ thực sự, nhưng có vẻ meta này không. Nập banh xác rồi. Anh khó, hơi khó. Sẽ xuất hiện trong loạt trận tới không anh? Hơi khó, tại vì thứ nhất là con tướng nó bị nập nhiều quá. Thứ hai là cái bộ trang bị của con Azi hiện tại á, nó không ngon, tức là cái lối lên trang bị của Azi nó không tận dụng được những cái trang bị mạnh nhất của pháp sư thời điểm này. Cho nên là rất là khó. Tỷ lệ xuất hiện thì nếu như, thứ nhất là tỷ lệ xuất hiện của Azi rất là khó. Và nếu như nó xuất hiện thì chỉ có thể là một đội thôi, là T1 thôi. Chứ mình nghĩ không có đội nào có khả năng siêu Asia tại cái thời điểm này. Chắc phải tới ván 5 giữa Top Esports và T1. Sau khi mà Top Esports vừa cân bằng tỷ số 2 đều ở trong ván thi đấu thứ 4. Tom quay qua hỏi Faker. Anh chọn gì? Đó. Có kỳ. Faker lạnh lùng không trả lời. Cúi xuống. Bitlock Kristana. Tay con toàn thế giới và tự động rút ống thở. Nhắm mắt lại hết. Ván năm Tom hỏi đã đến lúc chưa anh? Ông Evan nha. Arsenal giúp Lu mua xoài 5.000 đồng, rồi lại đẩy Zeki Lab về và Warner hứng hả anh? Tristana cũng đẩy được về mà. Tristana cũng lao vào và đẩy được mà anh em. Đẩy được nhiều người luôn mà. Nhảy dễ hơn nữa. Đẩy xong rồi reset nhảy ra luôn. Rõ ràng là mạnh hơn Azir. Trong meta này vẫn có thể xuất hiện được. Nhảy vào đẩy được về, có điểm hạ gục, nhảy ngược trở ra. Azir làm được điều đó không? Có cức mà Azir làm được ha, đúng không? Azir nào làm được điều đó? Tristana. Rồi.
될 것 같아요. 골파를 해야 되는데. 아 트위치 각도 나오는 것 같긴 한데 수아나. 아 트위치 자 개차 보긴 하네. 수아나 제가. 수아 너한테 맡길게. 아, 트위치 위쪽. 시즈 시즈 모드 트위치. 네. 첫다른 트위치. 정 vị trí tốt ha. Yang team의 승부에 대해서 굉장히 많이 좀 기대하시고 궁금해하셨을 텐데 어떻게 보면은 상당히 좀 뭐 지금까지 흐름 중에서는 좀 파격적이라는 느낌이 들 정도의 뱀픽이 나왔습니다. 이거 잭스만 틀 있어. 얘 10분 틀은 아니다. 쟤네 이번에 여기 시야 없지 않나? 이번에 먼저 한번 쌈 보는 거 어때? 그러면 루시안이 먼저 아래쪽 가는 거. 이거 쌈 볼게, 쌈 볼게. 맞아, 맞아. 프리스. 끌어줘, 끌어줘. 아래로, 아래로, 아래로. 자, 잡았어, 잡았어. 아니네. 얘 용하진 안 쳤거든. 이러면 다시 해볼만 하지. 어, 다시 해볼만 해, 해볼만 해. 우리 이거 스마 싸움 해도 괜찮게. 이거 우리 정면으로 뚫어야 돼. 그래, 잭스 밑자리다. 불러낸 다음에 본인들 강력기들을 활용하자. 속도 나와요. 빠르게! 2,000? 2,500, 2,500. 2,500? 네, 징크스 공도 아. 시켜야 되겠다. 야, 먹으면 될 것 같아. 야, 야, 날라가. 쉽게, 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 쉽게. 수비! 와우! 오! 쉬워, 쉬워, 쉬워. 아이만의 눈 잡고. 미리 찢을래? 아, 찢을게, 찢을게. 아, 찢을게. 아. 예, 왼쪽. 나 위로 잭스 위로 쳐. 잭스 혼자. 잭스 형 1,500 만. 가, 가, 가. 잭스 높아요? 빨리 지 빨리 지 빨리 지 빨리 말고 빨리 지 말고. 야 우리 일단 포스 좀 갈렸다. 스몬더 일각 좀 봐줘야 돼. 어, 야! 뒤에 잠겨. 잭스가 약간 뒤 막아서 왼쪽 두명 샤오 가리 속도 있고. 탈란 좀 탈란 좀. 탈 사람 살아야 돼. 잭스 높아, 잭스 높아. 괜찮아, 괜찮아. 탈 사람 살게. 웨이브가 진짜 공격적으로 다 돌파하는 것 같았는데요. 순간적으로 제니 선수들도 나름 대처가 좋았어요. 이번에 한번 궁 쓰면서 밀어내볼 생각하면 좋을 것 같아요. 그래서 2차까지도 각 나올 것 같긴 해. 이거 나 미드 궁만 보고 싶긴 하고. 아 궁만 볼게 이거 이제 됐죠. 나쁘지 않은데? 다 왔어. 이거 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 제스텔 없잖아. 제스텔 없어. 아이번 아이번. 2차까지 가자 이거. 가자 가자 가자. 이제는 딸깍딸깍이. 아 너무 좋은 사운드예요. 조금 세졌어요 확실히. 이러면서 미드 2차까지 젠지가 날려버렸죠. 그래서 이게 바론이 적당히 잘 활용된 수준이 아닌 거죠. 야, 야, 야 루시안 뚫어. 루시안 뚫어. 같이 가자. 야, 나 징크스 볼 수 있고. 징크스. 어. 징크스 올려. 징크스. 징크스 무섭고. 가자 가자. 징크스. 징크스 잡았고. 야 루시안. 루시안. 나 파란. 나 더블 없어. 더블 없어. 루시안 피해. 루시안. 야 라인 끊었다. 루시안 여기 있다. 루시안 따라갈게 이거. 완전히 위치를 잡았습니다. 어이 저를 뒤로동. 나 다운나. 장노의. 편안합니다. 불꽃놀이 뭐하러 보러 갑니까? 여기서 보면 되지. 여기가 여의도죠. 젠지가 빵빵 터뜨립니다. 베를린의 여의도를 모셔왔습니다. 승리. 일단 육성 쪽 주도권을 mấy cái đoạn cuối của mấy anh bạn đồng nghiệp Hàn Quốc mà sến phết đấy chứ. Pháo hoa rồi bữa tiệc nữa. Lấy lúc, lấy lúc, lấy lúc. 계속 가야 돼. 렐로프. 나 이해해. 어, 내가 맞을게, 맞을게. 여기까지. 바텀 라인도 받으러 가야 돼. 자, 여기서 이 대고. 가자, 가자, 가자. 오, 한 번 더. 그리고 리엔진 시야 플레이. 이야, 이게 도착하면 이게 마무리다. 마무리. 정비. 이번에 미드 오는 거 살짝 궁금한 거 볼게, 선업. 클리어 패스. 진 높여, 진 높여. 우리 턴 오래 쓰면. 야, 집어게. 젠젠. 그리고 잭스가 잡아주면 도착. 그러니까 박타. 페이즈. 일단 다이다 타고 나올 거고 봐야 돼. 여 살짝 걸렸고. 아, 나 안 걸렸고. 야, 좀 상 길게 나. 상 길게 나. 러플 왔다. 빼. 왼쪽으로. 얘네 공 세 개 다 빠졌어. 이번에 러플 점은 볼게. 근데 시야 잭 잘하는 거 아니야? 이거 그냥 타워 지나가면서 잡을 생각 더. 러플 방심할 만한 잡은 거 같아. 야, 러플 잡은 거 같아. 근데 조심하고. 미드 괜찮아. 미드 다이스 다이스 다이스. 그냥 확실하게 잡아야 돼. 잡을 수가 있다면은 550원짜리 그냥. 나 여기서 늑대 있으면 스택 닦고 한번 각도 봐볼게. 오케이, 여기 우리 각 한번 본데. 아 오케이, 근데 이거 괜찮아 보여. 미드 나려. 아 괜찮아 보여. 야 마구 쓰면 사람 무던가 이거. 아 왜 무던가. 나 요냥 진짜 한번 가볼게. 진 불었어. 진제. 오 테키러브. 테키러브. 갑자기 운명의 다시. 들어갔어. 진 개딸피긴 한데. 진 아 날라. 아. 나올 수 있는 거 봐요. 나 여기서 한번 EQ 가능하고 여기. 아 그냥 보자 보자. 러플 가요. 러플 가요. 소비. 빨고 뜨고 봐. 빅스트림을 메이커 잡고 또 잡고 또 잡고 이앞을 잡고 에이스 젠지. 이거 세종부터 세종 아, 나 홍 안 돼. 세종 잡고 뺀. 이거 빨리지 말고 빨리지 말고
야, 여기 위에 봐봐. 빨리 잡아, 빨리 잡아. 야, 루시안, 나와, 나와, 루시안, 루시안, 루시안. 잡아, 루시안, 루시안, 루시안. 아, 궁숙해, 궁숙해. 가자, 가자. 궁 있다, 이거. 라인 잘 봐, 라인 잘 봐. 어, 애들아, 이거. 아, 이거 바로 가야 되고. 스파타 텔러 가야 되고. 어. 바로 가자, 바로 가자. 바로 있어. 역세기 하나 더 나갑니다. 예, 더 돌던 디렉션으로 잡았습니다. 페이즈! 대전설이! 아니, 카이사 잘했네? 하하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 하
Càng ngày thằng B nó nói càng nhiều á. Cảm nhận của mình là kiểu như nó quen với đội rồi á, càng ngày nó nói càng nhiều. So với thời gian đầu mới ghép cái đội hình, hoặc là so với năm trước lúc mà nó mới đánh. Hy vọng là đợt này là đừng bị vô cái thế mà vừa mới kịp quen các anh lại hỏi là còn ai ở lại không. Đội hình này có điều kiện mà các bạn. Mata nó kêu là phải vô địch thế giới mới giữ được đó. Mata kêu là phải vô địch mới giữ được đó.아, 트위치 각도 나오는 것 같긴 한데, 사나. 아, 트위치 진짜 개차보긴 하네, 사파이어 씨가. 사나, 너한테 맡길게. 아, 아까 트위치 하자, 트위치 하자. 아, 그렇죠. 아스쿨! 아, 그냥 바로 돼, 바로. 나 궁궐이 돼, 궁궐이 돼. 알았어, 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 알았어. 볼 수 있나? 아, 볼 수 있어. 자, 퀴즈, 퀴즈. 키리! 공포가 아니었긴 했어. 나 왔어, 왔어. 빼. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 바로 돼, 바로 돼, 바로 돼. 빼, 빼, 스쿨로 갈 수 있어. 아, 오케이, 빼, 빼. 바르스 노플 이거 바르스 걸어도 돼도 바르스 볼게 바르스 볼게 오케이 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 바르스 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 테러도 좀 테러도 좀 테러도 테러가 없어 테러가 없어 야 빼면서 볼래 아 괜찮아 괜찮아 할만해 싸워봐 싸워봐 할만해 천천히 천천히 위에 직각 좋아 나 좋아 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 오케이 오케이 천천히 이거 나를 봐줘 나를 봐줘 나를 봐줘 알이 왔어요 알이 왔어요 아 도란이 빠져 평 와 더블킬 트위치 아 좋은데요 나 이제 포지션 잡을게 야 3천 대 불 꺼주면 될 것 같아 그냥 아. 나 이거 밀어둘게 밀어둘게 세즈 너브 괜찮아 괜찮아 바라스 못 받았고 천천히 천천히 나 뒤가 안 나 아. 나 죽었어 가볼래 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 트위치 위쪽 페이즈 시즌 모드 트위치 네 Nào thì thôi Siêu Delay nó còn bị rối nó còn không biết con chích bắn từ đâu nữa mà Báo đông ta xúc toàn thể Còn ok ok Thằng Delay nó còn không biết con chích bắn từ đâu bắn tới nữa mà Nè các bạn nhìn nè Nó chỉ có số Gọi lại, gọi lại, gọi lại Thằng Delay nó thả cái hợp chất điên loạn ở trong cái trạng thái cận thị cho nên đâu có biết con chích ở đâu nè Nia xe tịch đó các bạn thấy Nia xe tịch ở đâu là vẫn đang cận thị cho nên đâu có biết con chích ở đâu đâu đang bị trùm mền đang bị tắt đèn thì thằng Delay nó phải thả rờ luôn nó đâu có trúng con chích đâu chứ cái này Oh. 내가 발언까지 되냐? 오케이. 발언 다 속도 안 돼. 이거 그냥 오케이 오케이. 결국 접수됐네요. 하나 더.
우측 코너킥. 오 나이스. 아 이거야. 나이스. 나 이러고 바로 쪽 한번 가봐도 돼? 아 봐도 돼. 나 살짝 바꿀 생각할게. 나 보자 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 보자. 어자자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 
박지성 형 풀더 풀더 풀더. 아 이거 살 수 있습니까? 체크하죠. 오우 젠지. 젠지의 엄청난 집중력 그리고 초비의 구미호. 뭐 거의 다 온데. 넌 픽시지 못해 페이즈. 썩 단물은. 와. 구미호한테 걸렸어요. 그렇군요. 정진이 쏙 빠졌습니다. 이 정도입니까 트위치가? 진짜 괴물입니다 괴물. 와 넥서스 깨면서 패승승 진지. 파리 갑니다 젠지. 와 nhanh, rảnh quá trời rảnh luôn. Bữa giờ tôi đâu có quay vlog gì anh em. Nó với Lining là hai thằng rảnh nhất luôn á, tại vì thường là đánh xong tụi nó cũng chả có tập luyện gì nữa đâu. Qua vòng 3 không qua vòng ở đâu tập luyện gì đâu. Bữa giờ nó có quay gì không? Membership hả? Ừ. Rảnh quá rảnh mà. Đây là vận dịch của bạn mang niềm vui đến mọi nhà. Thấy chưa? Đâu phải mình đâu, thằng Honor kêu là em thấy ổn nè. Tốt quá. Tốt quá. Honor là em ổn. Ổn quá ổn nè. Tự nhiên quế. Đúng kiểu. Không ra nào hiểu. Không ra nào hiểu cái gì vừa xảy ra. Cả năm thằng không hiểu cái gì vừa xảy ra. Kiểu như mở đầu giao tranh nhìn lúc nào cũng đẹp đó các bạn nè. Nở hoa tuyệt vời từ Faker. Kerea bật bộ pháp thần tốc lao vào nhảy múa giữa đội hình top eSports. Nhưng mà thật ra nếu mà bạn coi bình luận pha này của mình à, nhưng mà Jackie Love đứng ngoài. Có đam, có đam nhưng không phải là no đam. Nhưng mà không có dính với bằng Jackie Love. 자 예정 경기 이제 T1과 페인 게이밍이 경기를 준비하고 있습니다. 아, 어찌 좀 아쉽게도 T1이 패배를 했던 상황이기 때문에 오늘 경기 승리가 너무나도 간절합니다. 광장이네. 광장하기 싫은데. 하지 마. 대환장 쇼네 오늘. 아 아. 올라프 탑일만 하고. 어 탑이다. 탑올라프인가 보다. 오 마이 갓. 시원하게 나온다. 진짜 조합이 감안하긴 하다. 양 팀의 경기 지금부터 전해드리시. 이거 미드 이번에 딸보 간가? 웨이브 넣어볼게. 볼 생각해볼게. 아칼리?
마무리하고 빼봐. 정확합니다. 오라 기대면 영란이랑 한번 봐주면 좋을 듯. 바로 와주긴 해. 한번 복세. 아 맞다 이거. 봐 저거 뭐야? 일부러 이걸 제대로 노렸습니다. 오라 페이커. 이거 길어지면 우리가 좋다. 연달아 스킬 포인트를 만들어내면서 이제 조금씩 벌려 나갑니다. 용삼 한번 트라이 하는 게 나을 것 같아. 한번 끊어야 뭔가 되지. 이거 나 모랑이랑 많이 써 이번에 할만해. 드래곤을 넘겨서 치고 있습니다. 이거 깔았어 그냥. 먹었고. 아래 아래 앞에 앞에. 니코이치 안 배워 니코이치. 니코이야 니코이치. 아래 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 떠주면 좋대. 아래 아래 아래로. 이 대결 좀 볼게 나는. 아래 가봐. 아래 가봐. 세지 세죠. 그리고 카리오카 선수. 칼리도 풀 칼리도 풀. 가볼게 가볼게. 위에 상황 좋아 위에 상황 좋아. 천천히 와봐. 아, bên hàng đọc karaoke kìa, mình cũng nghe đọc karaoke. Xong rồi hôm bữa có bạn kêu là kênh khác đọc là karaoke. Bên hàng đọc karaoke này. Mà thôi tụi nó cũng nghỉ, nó còn đánh nữa, cũng không quan trọng lắm. I'm going to go to the car. 작전을 하고 있긴 한데 게릴라 선 잡았어요. 네. 내려가자. 믿어 주시. 야, 우리 또 가자. 나보다 나보다. 다음 있게 다음 있게. 아, 죽긴 했어. 얘 둘 다 개 둘 다 개 피. 우리 생각할 때 할게. 어. 일단 니코고. 니코 좀 피웠죠. 터치 볼게. 나 칼리 공 있어. 오케이 오케이. 아, 칼리 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 칼리. 오, 잡아됐고. 됐어 됐어. 연계됐어. 어. 자, 티켓도 뒤로 티켓도 뒤로. 깨지고. 자, 쌍디로 내면 저기 속까지 올라갑니다. 카이탄이 카이팅 해야 되는데 카이팅. 찔 수 있어요? 아칼리 노플이 아칼리 노플. 가면 될지. 이게 여기서? 여기서 카이팅. 아. 나이스. 지지. 태원입니다. 연주원 메이트 빌리브 2024 월즈 스위스 스테이지 3라운드 함께하고 계십니다. 이어지는 경기 오늘의 가장 주목할 만한 매치 BLG와 T1의 경기를 이어서 전해드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 마이크 체크할게. 상혁이 아직 헤드셋 안 써서. 지현이 형 잘 들려? 어? 말하지 마. 야, 현준아. 어? 너랑 나랑 키보드가 바뀐 거 같은데? 왜? 내 거에 오너라 써 있는데? 그거 이 바뀌어 있었어. 그래서 나도 바꿨어. 더 빨리. 아니, 너 거에 내 거라 써 있어? 어디에? 여기에 달려 있는 거. 모르겠는데 그건. 일단 내놔줘 내 거. 네 거인지 모르겠고. 미치겠네. 저, 내 거 이름이 써져 있어? 어. 아 그래? 아니 어, 뭐야 어떻게 빈해 우리 똑같은 거야? 어 그런 거 같은데? 아 스르륵 스르륵. 어 그러네? 이거 내 건데? 아 예바지 이거 프렉이네? 프렉인데 이거? 키보드가 좀 지저분하길래. 너 어떤 거죠? 왜 그래? 아니 내 거가 새 거여가지고. 그러니까 너 아, 근데 새 거긴 하더라 갑자기. 어. 나 그래서 깜짝 놀라긴 했어. 1분 남았어? 아 말리네. 아 망했네 이거. 누가 이득이야? 둘 다 손해 같은데. 내가 손해지 일단. 큰일 났네 이거. 아, LEC에서 경기하고 싶다. 네. 어? 세팅이 너무 좋아. 아, 안 좋은데? 너 자리는 좀 LEC랑 비슷해. 여기 서포 자리는 뭐. 아, 저 조명이 나 너무 빡이야. 막 내 탑은 같다. 스타일 너무 아닌데? 한타 포커싱 얘기 잘하고. 화이팅. 아, 화이팅. 지금부터 경기 만나고 있습니다. BLG 와. 감사히 thoải mái. 신호 할게요. 아, 나 붙어 줘. 여기 만나. 아, 앉아 줘. 야, 스카 1대 1 좀. 아, 이거 하나 빨라. 아니, 저 좋게 할게. 좋게 해. 스카너 볼게, 스카너. 이거 진짜 길게 하면 스카너 좀 막았거든. 스카 누구? 이거 길게 하면 택스 누구야 사형 여기에서? 스카나 스카나? 섹스 아린 잡은 거 어때? 섹스 우리 아리 보여줘? 아리 못 잡았고? 뽀삐 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 이거 할만해 할만해 계속 할만해 뽀삐 뽀삐 như vậy là do bàn bàn ở LCK quá cao đúng không? Bàn LCK cao quá, Kera không phát huy được hết sức mạnh. Đúng không? Hạn chi đánh thua không? Qua đây đánh hay ác các bạn. 참 피해야 돼 피해야 돼. 점차 중요한 건 아닌데 점차. 스카노 일단 잡았고 잡고 서로 받아주면서 네 나올 수 있나요? 커튼 콜도 일단 페이건 버셨고 이러면 킬만 됐죠. 좀 까다롭게 들어가네요. 확실히 상대 챔피언에서 변수가 좋. 뽀삐 도플 올라가야죠. 길 좀 볼게. 싸움 났다. 섹센 텔러 해야 돼. 여기 뽀삐 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 이 없어 잡은 듯. 오케이 이 노정아 얘 볼게 보자 와봐. 섹센 텔러 올 수 있고. 오케이 높은 높은 밑에 밑에 아래로 오른쪽 아래로 공격 여기까지 빼면서 예 풀 있다.
잭스 봐줄래? 잭스? 별로 좋지 않아. 위에 아래 왔어. 나 죽었어. 빼야 돼, 빼야 돼. 아, 이건 잡히네요. 하나도. 시간이 지나서 4용이 나오고 나면 주도권이 좀 생기니까요. 아, 이쪽? 뗄 때 좀 봤던? 아, 이거 잡을 수 있나? 안 돼, 안 돼, 돼? 아, 죽겠다. 떨어져! 야! 아비, 탑 서로 높일? 미안해. 예, 나 살짝 굴려간다. 천천히 백업 할 수 있나? 아테리이긴 하거든? 일단 좀 많이 애매하다 이거는. 나 가야죠. 나 오래 버티긴 해. 천천히 백업 해볼게. 살면서 해봐. 난 타협 볼게. 상대 호텔이야. 시간 좀 끌었어요! 자, 건대는 우리가 살짝 더 빨라. 천천히 봐봐. 아니, 아니. 나 스트라이크 있어, 나 스트라이크 있어. 위로 빨면서, 위로 빨면서. 잭스 볼게, 잭스. 잭스 분야, 잭스 분야. 분야 있긴 한데 애매하다. 빼야겠다. 빼줘, 빼줘. 근데 옆에 칼리 혼자 때리게 되면 이게 살짝 부족해요. 까비, 까비. 까비. 바로는 막아야 되긴 한 거지. 다대오 잘하면 되든. 6천. 그냥 바로 위에 뽀삐. 3천 대 거기, 3천 대. 뽀삐 건? 뽀삐 건. 날라가는 수지. 3천. 가볼게, 가볼게. 위로 위로 진. 예진 먹을 생각이에요. 그리고 나오므로 진정. 진 높을, 진 높을. 진정. 진 잡았어. 아리 잡았어. 옆에 잡아. 좋아, 좋아. 아래. 잭스 봐야 돼. 잭스. 위에 봐줘야 되거든. 아래 볼게. 아래 좋아. 아래 좋아. 잭스 봐줘. 잭스. 존나 없어. 존나 없어. 존나 없어. 잭스 이 없어. 이긴 거 같다. 개 혼자야? 잭스 잡아야 돼. 바론 가자. 바론. 오케이, 오케이. 바론 볼게. 아, 좋다 이번에. 이번은 우리 나풀도 살았다. 좋거든요. 네. 한번 돌려보는데. 나 날라가. 두 명 날라갔어. 천천히 잭스 온다. 아래로 아래로. 나 죽었다. 잭스 봐야 돼. 빼면서. 잭스. 됐어. 녹여. 근데 상황 나쁘지 않아? 상황 나쁘지 않아? 스카너? 천천히 볼게. 애들 상태 좀 갈렸어? 어, 나 괜찮아. 나 안 끌려갔거든? 천천히 해봐 이거. 천천히 해봐. 이거 칼리 맞아야 돼, 칼리. 어, 나 칼리. 딥사전이네, 젠. 좋은 거 같은데? 좋아. 난 죽었어. 스카너 피해리고. 천천히 해봐. 우리가 딜러 더 세. 오케이. 호피 상거리 마공점. 호피 3초. 가볼래? 한번 가봐. 가봐. 나 점프 1초. 오케이. 오나 그리고 제우스! 달리면서! 야, 명은 봐줘, 명만. 하게. 호피 높을. 잡긴 했다. 호피 잡았다. 이거 이대로 밀자. 나 좀 걸려요. 잡았어. 일어나면서 오너가 밀어붙입니다. 좋다. 서로 바로가 애매해. 아래. 호피 아래. 아래 가죠. 아래 가죠. 있습니다. 네. 자, 버프 상황도 상당히 인수 좀 펼쳐볼게. 호피 더블 빠졌어. 오케이. 이거 각 보면 준다. 뒤에서. 나 천천히 가. 아리 조심. 매혹 조심. 이렇게. 스카스. 매혹 봤어. 천천히 뒤에 잭스. 천천히. 나 못 잡았다. 나 괜찮아. 잭스 볼게. 잭스. 아리 날라왔어. 아리 날라왔어. 잭스. 오너가 한번 일단 조금 다시 참아. 봐줘. 잡았죠. 어, 바로 하자. 우리 쌈 보는 것도 좋을 것 같아. 침착하게만 하자. 나 뒤돌게 일단. 막탄 같이 돼. 살짝 걸어서 이렇게. 3천. 맞아. 가져. 진. 노플. 진. 노플. 진. 아리. 아리 노플. 아리. 잡았어요. 게스트키는 지나가시면 나이트 전멸 없거든요. 나이 주여. 결국 잡아옵니다. 믿어만 끝나. 미드. 나이스. 이거 끝날만하다. 여차하면 쌈 보는 게 나을 것 같은데. 와봐. 끝나. 타워 좀 봐. 뭉쳐지 마. 쌈 볼게. 뒤에 타워 먼저. 쳐야 돼. 디펜딩 챔피언이 LPL 1번 시드를 잡아먹습니다. Nghe ông căng thẳng phết đó chứ.